Con cái áo khoác nó mặc hoài cha. Mày bỏ đồ lạc nhiều, tiếng đen tiếng đồ. Ờ vậy hả? À. Rồi, hello, xin chào cả nhà. Hello cái Ludin. Nó Ludin đẹp trai trời. Cảm ơn, cảm ơn. Chào chào quý vị khán giả bà con dòng họ anh em chị em ở Việt Nam luôn. Ở Việt Nam đồng hương. À hả? Xin chào. Rồi, xin chào cả nhà, chào tất cả những cô chú bác anh chị em nha. Bữa nay đó là theo lẽ là anh Ludin đi làm work permit mấy ngày nay thì Hằng nói rồi, đi làm lại cái work permit tại vì tiền của các nhà hảo tâm cho góp lại ở đây thì cũng đủ muốn phòng và đi làm work permit. Cho nên anh Ludin bây giờ gặp lại những người bạn nào đó cho mượn để làm cái work permit đúng không? Đúng rồi. Thì anh Ludin nói thôi tiền đó để mướn phòng đi, cho nên work permit ảnh tự tiền của mấy người bạn. Rồi bây giờ là bữa nay hồi sáng giờ là ổng đi lại cái khu Lion này để đi làm cái work permit lại. Rồi cái gì xếp đâu? Xếp đây rồi, xếp đâu? Xếp, bấm trong phone bỏ trong bóp vậy sẽ mất, nó xếp nó dễ mất lắm. Ừ. Này phải nè, kiểm tra đó. Gì xếp đâu? Work permit đó. Cái gì? Ừ? Work permit đó đó. Không, gì xếp đâu? Gì xếp đó đó. Cái này hả? Cái giấy chi tiền chi phí của nó. Mà làm chi phí. Còn nhưng cái mà tiền này chính đóng phủ. Đóng cho chính phủ. Chính phủ là 410. Đóng cho chính phủ là 410. Và còn cái tiền renew này á là được. Hồi sáng này anh lấy 180 này là tiền người ta lấy cho gì? Tại vì cái receipt nó chỉ nhận tiền nó không nói lấy cho gì. Và giải thích giùm đó, giải thích. Vì á cái này á mình đóng luôn hết là tất cả 509. Ừ. Là cái mình expire á cái giấy. Ừ. Thì hết mình hết hạn thì mình làm lại á. Ừ. là bắt buộc là phải làm hết từ đầu. Ừ. là chẳng hạn dù renew hay hoặc là mới á, cũng. Ừ. là nó cũng là giống nhau thôi. Ừ. Cái tiền chi phí nó giống hết. Ừ. Bởi vậy mình. Ừ. Phải làm là vì mình expire đó. Ừ. Nên mình làm với mấy giấy này là cũ rồi. Rồi bây giờ là nói chung là Hằng bữa giữ anh cái 2019, còn cái này là 2015-16. À, 15-16 coi như mỗi năm là renew một lần. Nhưng mà Hằng nói là sao anh không lấy cái tờ gần nhất là 2019. Có là mình có cái copy nó làm được kìa. Ờ có copy làm được hả? Ờ, có. Rồi bây giờ nó hẹn anh chừng nào có. Thì ví dụ nó làm vậy á là đến lúc trên kia nó chấp thuận á là cũng. Ừ. Còn vài ba tuần nữa là mình gọi xuống đây chụp hình rồi xong vô hết rồi. Anh sáng thì chụp hình rồi luôn ở đây hả? Ở đây luôn. Ừ. Ở đây là nó chuyển lên rồi là. Ừ. Phải lên trên cái chỗ INS chưa á. Ừ. Là mới bắt đầu chụp hình lăn tay là từ đó khi đó mà. Ừ. mà nó gửi về. Ừ. Tại vì bữa Hằng nói là để Hằng dẫn anh đi làm nhưng sáng nay anh tự anh đi anh lại chỗ lại anh nè. Thì ảnh Hằng nói ủa tiền đâu mà làm, thì ảnh nói là ai cho mượn nói. Ờ có hồi sáng gặp mấy bạn ở làm trên mấy cái hãng đồ đó. Ừ. Hãng xưởng quen. Ừ. Thì nói bạn bây giờ qua trong Hằng Cali thì cũng là làm công xưởng hàng xưa thì giờ thì nói chưa giấy tờ còn bị trục kẹt định. Ừ. Giới thiệu vô làm. Ừ. Nên cho mình mượn đỡ thì mình nói đồng ý mình làm. Ừ. Mình trả lại cho cha. Ừ. Với nói bạn bè mà có giúp đỡ qua giúp lại hồi xưa. Ừ. Cũng giúp qua người ta kẹt mình cũng giúp. Ừ. Thì giờ mình giúp lại thôi. Dạ. Giờ người ta giúp lại thì mình đồng ý thì mình nói. Ừ. Làm liền vô chạy vô làm liền. Là bây giờ nó tóm lại là Hằng nói để lấy cái tiền của mạnh thường quân cho Hằng chưa có đọc tên nè, thì để khi mà Hằng dẫn anh Ludin đi vô dọn phòng để mà ở, bây giờ có phòng rồi thì Hằng sẽ đọc tên từng các nhà hảo tâm gửi tới để giúp anh Ludin được bao nhiêu, thì Hằng nói là để Hằng dùng cái tiền đó ra để đi làm cái renew cái work permit với lại mướn phòng cho anh, với lại giống như là cho những cái dụng cụ chuẩn bị để cho anh vô trong nhà ở á. Thì sáng là ổng nói là ổng gặp bạn có cho mượn tiền để ổng đi là renew cái work permit rồi, còn cái tiền đó là để mướn phòng đi. Hằng mới nói ok rồi. Ổng nói là ổng đang ở đây làm work permit thì Hằng mới chạy lên đây để gước ổng, chứ theo lẽ là hôm nay là Hằng dẫn ổng đi đó. Này chỗ này nè. Ok để cái này nãy Hằng chụp lại số điện thoại rồi nếu mà có được cái work permit rồi thì về chỗ ở thì ổn định rồi.
Việc làm thì tạm thời mình kiếm cái việc làm gì đủ sống trước đi, việc làm gì mà có lai gai mỗi ngày để có tiền xài trước, rồi khi cái work permit về thì mới được xin vô chỗ hãng xưởng cái gì đó, rồi xe cộ, rồi thì anh phải học cái bằng viết. Đúng rồi, đang học bằng viết bằng được là có hết, hôm qua có lấy mấy cái bộ đồ về học là có cả. Mình đó đi học cái bằng viết lại đi, đặng để mà khi xong rồi mới thi cái bằng lái đó. Giờ đi là cầm theo cái vỏ, rồi ổng là ở đây ổng biết tự đi kiếm cái gì để mà ổng lấy ổng học hết á, cho nên là thằng chỉ kêu ổng phải làm và phải học chứ không cần thằng phải chở ổng đi, tại vì hồi xưa giờ là ổng từng sống kiểu này là ổng đi tới đâu ổng cũng biết hết á. Mà mình vô mình xin lấy cái nào mình xin về mình đó, học cái tài liệu bằng, để học bằng viết. Ok rồi, bây giờ là phải gắn học bằng viết nha. Còn dọn phòng thì anh nghĩ là ngày mai. Cũng được ha, ngày mai thì dọn phòng. Cho nên tối nay về đó là anh phải chuẩn bị những cái gì, đồ đạc quần áo gì đó. Còn cái liều thì cứ dục đại đó, ai ở thì cho người ta vô người ta ở. Phải không, hay làm cuốn liều không, để đó chứ, để đó lâu lâu xuống ngủ hả? Không phải để đó, để đó để giao lại cho người ta. Đó, đó có mấy hay là tốt nhất là tôi nghĩ là phá dục ra luôn à. Không phải ba, giờ cái liều có đâu, có cái mấy cái ông kia bên kia ở nữa. Hôm qua ông ở là cũng phải qua phải nói trước cho ông để cũng cho ai ở vô đó đợi được chứ. Chứ bây giờ nếu mà không để đó ai có biết chừng đâu, rồi anh thích anh chạy xuống đó anh ngủ sao? Có hơi gì đó, mình ở phòng tại sao xuống đó ở làm gì? Tới đó xuống đó ở cực khổ, không tối cũng có đi vệ sinh, rồi cũng có không có nấu ăn nấu nướng, rồi không có điện mình chạc phone, rồi không có mà đèn điện mình đọc sách vợ, nên không nhiều lúc mình ở tạm đó thôi. Nói chung là ở dưới đó cũng đâu có được gì. Như bây giờ hàng kiếm được cái phòng này rồi, nói chung thì cũng bình dân thôi quý vị, chứ nó không có sang trọng gì, thì dưới giá 500 thôi nha. 500 mà cái phòng riêng ở bên ngoài, nhưng khi anh đi toilet là anh mở cửa vô phòng nhà người ta. Nhưng mà nó cũng có phòng, có máy lạnh đàng hoàng, mùa nóng này cũng có máy lạnh rồi đàng hoàng, còn mùa lạnh thì có thể mình mua cái hết nhỏ mình để trong cái phòng. Thì nói chung cái phòng cũng sạch sẽ, để miếng nệm vô là mình ngủ được rồi. Có cái phòng chỗ ấm, rồi có toilet, có tắm rửa thì mới có giá 500 quý vị. Còn kiếm cái phòng 600 thì lấy đi chung trong nhà, nhưng mà nói chung 600 thì nó hơi ok chút, nhưng mà kiếm cũng khó, chứ có là hàng đã kiếm rồi. Giống như phòng anh Trương á, kiếm rất là khó, chứ có thì mình cũng đã mướn 500 với 600 đâu cũng dễ thôi. Còn cái này 500 ở riêng ở ngoài, nhưng mà khi anh đi vô toilet anh phải mở cửa vô trong nhà trên của người ta, tắm rửa cũng lên nhà trên người ta, người ta đưa chìa khóa cho mình mở cửa mình đi vô bình thường để tắm rửa hoặc anh đi toilet không có sao hết ha. Mới có giá 500, đó là những chỗ bình dân đó quý vị, mà kiếm cũng rất là khó, chứ không phải nói kiếm là có đâu, khó lắm. Rồi nếu mà mắc hơn nữa, cao cấp á, thì người ta lại không cho mấy anh này mướn, cái đó là thiệt. Vậy tại khi cao cấp á, thì phòng cỡ 800-900 hay gì, người ta lại lựa mấy người dân đi làm ổn định hơi cao cấp rồi đó, chứ hàng dẫn mấy anh này mà kiếm mấy chỗ cao cấp người ta dòm trước dòm sau, cái người ta cũng không cho mướn nữa, mặc dù mình có tiền để trả nhưng người ta cũng không cho mướn, chứ không phải là nói ồ tôi có tiền là tôi đi mướn chỗ nào cũng được, phải đâu. Chính ông này có đi coi phòng được với hàng không biết, đâu có dễ. Với ổng ở Mỹ bao nhiêu năm, ổng mướn phòng ổng cũng biết, không phải dễ. Còn nếu mà đã nói mướn mắc tiền thì người ta lựa những người có điều kiện, người ta cho mướn cho, người ta không cho mình. Mặc dù người ta biết mình trả tiền nhưng mà người ta nghĩ mình ở không có lâu, hay là người ta nghĩ mình ồ thấy mình nhìn tướng nha, chứ vô cái họ nhìn mình từ trên dưới, nhìn từ đôi giày nữa chứ đó. Cho nên á, hàng dặn ổng đi coi phòng nhớ mặc đồ đàng hoàng, nhớ mang dép đàng hoàng, mang giày đàng hoàng, đừng có mang đôi gì dơ. Thấy đồ được không? Thì mang giày lại không? Không, bây giờ là lấy phòng tôi lấy rồi. Lấy rồi. Tại phòng này bình dân, người ta không có cần. Tôi đứng ra tôi nói tôi bảo đảm, tôi nói không sao đâu. Chị này chị cũng sợ, chị cũng từng cho mấy người không lép mướn á. Mà mướn xong rồi quất cho chị một đống rồi chị phiền quá. Cái xong hằng mới nói không sao, bây giờ cái anh này hằng đứng ra hằng bảo đảm cho. Nhớ nha, mất uy tín hằng là không được. Được chứ, cũng có cũng làm ai mất uy tín hết xưa này. Dạ, có gì ở nữa hay không ở thì báo với hằng, mình trả phòng đàng hoàng. Cho nên á là hằng mới nói trời cho mướn đi chị, hằng bảo đảm, nếu có gì chị kiếm hằng được rồi.
Thì đó bà chị mới nói ồ thôi chị biết Hằng nha, chứ chứ chị không biết mấy người đó. Cái đó ok, chị cho Hằng mướn đi, có gì kiếm Hằng được rồi. Cho nên đây là Hằng lấy cái uy tín của Hằng ra, Hằng để bảo lãnh cái chỗ ở cho anh. Anh biết hổng gầy, Hằng dẫn anh biết bao nhiêu chỗ mệt mỏi lắm, người ta không có cho. Đúng rồi, cảm ơn, cảm ơn chị Hằng nhiều. Cho nên đây là Hằng hôm nay Hằng đã bảo lãnh rồi, rồi chị cũng không cần biết coi anh là ai. Và chị nói ok, để chị dọn cho sạch sẽ, rồi có thể ngày mai là dọn vô được rồi. Nhưng mà chị nói là biết qua Hằng thôi, có chuyện gì là kiếm Hằng. Nói ok, chứ giờ sao giờ? Giờ đi ra. Phải không? Chứ giờ dẫn anh đi kiếm thùm lum, Hằng nó kiếm không biết kiếm đâu nữa. Đúng rồi, giờ có chỗ ở vô coi là đi làm liền. Cho ổn định trước để đi làm. Cho nên trước mắt là Hằng cũng mừng lắm là lấy được cái phòng này rồi, là có chỗ ở ổn định trước. Bây giờ cái nệm là Hằng cũng đã có cho anh nguyên một cái bộ nệm, bộ gối đẹp rồi, đẹp mới tuyệt vời hết rồi. Là Hằng bữa đi xin của chị kia đẹp, đẹp lắm luôn, còn mới tin chị cho. Là dành cho anh có bộ nệm, bộ đồ hết rồi đấy ha. Rồi bây giờ là phải vô coi thiếu cái gì thì mình có thể mua lặt vặt để anh xài. Nếu mà anh muốn nấu ăn riêng thì anh mua cái bếp ga nhỏ ở bên ngoài đó, chị cũng cho tự nấu ăn riêng được. Mình có cái bếp với là với sư có hết rồi. Có phải không? Vậy thì lấy cái bếp lên mình nấu rồi, ăn chút xíu rồi nấu rồi mình đi làm mà. Nói chung đúng rồi, là tại đi mấy... làm về cũng nhiều lúc mua thu gâu ăn cho khỏe hay ăn về hoặc cũng về ăn. Tại vì chị cũng mấy người mướn trước chị cũng cho người ta nấu chút đỉnh, ai muốn nấu chút đỉnh gì tự nấu ở ngoài, có nước có đồ đó mình tự để cái bếp mình nấu. Chị anh ghim cái nồi cơm điện có rồi, mình có cái nồi cơm có điện luôn hả? Có. Đó ghim cái nồi cơm điện, rồi muốn nấu đồ ăn gì thì đi chợ mua chút xíu. Thì nói chung cũng gần ở đây thôi, có đường kinh ra đây này, có bên này có chợ lai ở đường kinh bên kia kìa, thì cũng gần gần có chợ. Rồi học bằng lái xe, có xe là ok rồi. Còn nếu đường kinh anh đạp xe đạp đi chợ ở đây chút à? Dạ cũng được, đi xe đạp xuống đây. Vậy xe đạp làm sao? Xe nếu không ấy thì bỏ đi rồi mua chiếc xe mới đi. Định bỏ mua chiếc thôi xe bỏ mới. Đi bỏ. Tại vì bây giờ mua xe mới là xe 200 cũng tốt rồi đó. Định mua chiếc xe mới. Tại xe đạp đó còn xài không được đâu, cứ giá lốp giá gì tùm lum la hoài mà cũ lắm rồi. Cũ lắm rồi. Cũ lắm rồi, thôi thì bỏ cho lại ai sửa được. Ở dưới đó người ta chạy thì người ta chạy. Rồi để ngày mai coi dọn phòng, rồi dẫn anh đi mua xe đạp mới rồi luôn đi. Để có chiếc xe đạp chạy trước ha. Đó rồi ok, bây giờ là ổng nói ổng bao Hằng ăn bánh xèo. Tiền ở đâu bao vậy trời? Giờ mà tiền đâu đưa tôi coi có nhiêu tiền mấy rủ tôi ăn bánh xèo. Có tiền mà có mấy chục. Mà đòi bao Hằng chứ, thôi mấy chục để tôi trả cho ông. Thôi có mấy chục, ba bốn chục đủ rồi ăn. Thôi, ba bốn chục không đủ, bỏ túi để dành đi. Có ba bốn chục đủ rồi. Bỏ túi để dành mua nước. Để cảm ơn Hằng. Trời ơi, ba bốn chục có đủ để mình trả cho bây giờ tôi ăn hơn cái ba bốn chục đó, lấy gì trả được, lấy tôi trả được thì móc ra tôi coi đi có nhiêu tiền tôi mới tin đó. Đó, bạn nó cho mình mượn nó cho 100 nữa còn giấu một bên vậy trời. Phải không? Đó tôi ơi, tôi giờ nè 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 vậy là có nhiều lắm chưa? Rồi ai da nhóc tiền luôn. Wow, ủa ăn nhiều dữ vậy cha nội? Tôi nó cho mình mượn mà phải không? Một hai ba trăm nó làm giỏi lắm, nó bạn Huy nó làm trên hãng cam kết, nó định đưa vô mình làm nè, nó làm manager luôn á. Mấy người mình bạn bè mình quen mà đó. Cái ông này là coi Hằng Cali hả? Mấy ông này ông sao coi, không biết không mà ông gọi không coi, ông coi bạn bè mà có số phone cũ mà. Anh còn số phone anh coi như là mất liên lạc cũng lâu rồi. Gặp tình cờ gặp đi rồi lắm gọi chơi giờ rồi hỏi ông đang cần người làm với mấy hãng này, ông có bạn này có ông Ken này cũng làm trả 18 đồng giờ đó. Đúng rồi thì đi làm gì đấy, quản lý chơi trên một chỗ là trên Campbell hãng hàng đó, hãng hàng Walden đó. Walden bây giờ nếu mà kiếm mấy cái hãng gần gần đây nè, đi xe đạp đi làm cũng được, hãng đúng rồi đây hãng. Xin cho mấy chỗ này làm cũng được nè, dưới này cũng có nhiều chỗ đó, ngay đường số 10 gần đúng rồi đó, đi xe đạp cũng sao được đường số 10 nè. Chỗ đầu xe bên kia dừng đóng không đậu mất mới thì phải đậu sát cái xe này đi xuống. Bởi vậy giờ là mình có nghĩ là cũng này là giờ cũng ok. Nói là tạm okay lại rồi. Là cũng được bao nhiêu tới đây thì mình giờ cũng có thể là bước tới thôi, đi làm đi làm và ở đi làm cho đàng hoàng. Ok
Ok, thì bữa nay á, ổng mời, thật ra ổng mời Hằng đi ăn bánh xèo ngày hôm qua lận, ổng điện Hằng, Hằng nói thôi Hằng đang trên đường đi công việc, Hằng chưa có về, thôi bữa khác đi. Không ngờ bữa nay là Hằng tưởng đâu không có tiền, hay về có tiền nha, có tiền nhiều lắm trong túi kìa, vậy là mấy người bạn gặp lại cho rồi. Nhưng mà có bạn cho tiền thì phải để dành chứ không được xài bậy nha. À, đi dành chứ Nói nó vậy dành nó ha, còn ừ. đi chợ đi đồ đi Đúng mua rồi đồ lặt vặt ha, ở đây là à, tôi cái không cơ đi hội. đi đi xe bus rồi đó. Ừ, cái cơ hội là bạn bè gặp lại được và giúp mình thì mình gắng cố gắng lên ha. Rồi bây giờ là ổng dẫn Hằng đi ăn bánh xèo nha cả nhà, let's go. Coi bữa nay Lưu Đinh bao Hằng ăn cái gì, hai ba món luôn. Được Chọc ổng thôi với cái bánh xèo ứ. Chọc ông thôi với cái bánh xèo ứ. Ổng nói bánh xèo chỗ này ngon lắm, nhất định là ổng nói à, hồi nãy Hằng nói thôi giờ vô lai ảnh đây trong nhà lòng nè, ăn bậy bạ cái gì đi cũng được. Ông nói thôi ăn bánh xèo chỗ kia ngon lắm, nó đủ thứ rau. Ok đi, let's go. Lưu Đinh đã hàng kali ăn bánh xèo. Bữa nay Lưu Đinh đã hàng kali ăn bánh xèo nha. Tại vì ông chủ yếu ông ăn bánh xèo á cả nhà, ông ăn bánh xèo thì mới ok. Có bún đậu bún tôm à, ăn bún đậu bún tôm. À, Lưu Đinh mới ăn bánh xèo hôm qua á, Lưu Đinh rủ Hằng đi, Hằng mắc công việc xong cái hỏi ổng sao ổng không ăn gì đi một mình, ổng nói là ăn một mình nó buồn quá. Bánh xèo, bánh xèo. Bún đậu bún tôm ngon không chị? Ngon hả? Dạ rồi, hết là bánh xèo. Rồi tối qua Hằng mới ăn mắm với rau giờ ăn nữa. Bánh xèo. Ừ, uống gì vô má gì à, cho mấy mát luôn. Nước mát, cho má màu xanh mát ha. Chị cho em bún đậu bún tôm đi, kêu rồi. Với lại cái gì á, má màu xanh thôi. Chị mà. Ờ, em thấy có cái nước gì trong cái chai bán đó chị. Cái đó mà mua chai đó thì chị đổ cái ly đá cho em. Thôi vậy nước mía đi, hồi cái đó mình mua rồi để làm sao uống. Cái nước gì đó? Trên dây. Bây giờ mình nhảy cho má tôi đi này. Trên dây. Nước mía, nước mía đi. Ờ, nước mía đi. Nước mía đi, nước mía đi. Ủa, vừa trái là nước vừa tươi thiệt hả? À, nước dưa trái đi, nước dưa trái, nước dưa trái. Thấy Lưu Đinh chưa? Mắc cười ông này ghê. Ông có Hằng hỏi tại sao ông thèm bánh xèo, ông không đi ăn đi mà ông ngủ Hằng. Ông nói là ăn một mình nó buồn. Ok, tại hôm qua mất công việc. Sáng nay tại tính là dẫn ổng đi làm quốc, không biết sáng nay giờ ổng đi làm rồi. Bây giờ ăn bánh xèo phải không? Ăn cái bánh xèo thôi hả? Một cái thôi hả? À, một cái cũng ngon. Rau cải cũng ngon. Nó chưa ăn gì. Ủa không, gà chị Hương không gọi em được hả? Có hồi sáng gọi. À, sáng gọi hả? Tại vì chị Hương sợ anh mất liên lạc với Hằng, Hằng mà tìm anh không được là cho nên chị hỏi Hằng á, có tìm được, có gọi Lưu Đinh không? Nó có chứ. Có hồi sáng này cũng nói nãy gọi. Đang trên đường chạy xe tính đi dẫn không đi làm quốc hồi sáng ra đi chạc phone. Gà chị Hương có đem cơm nữa phải không? Không có, hồi sáng này mình bấm ngồi chỗ này làm hết rồi mà này. Trời, nhưng mà mắm cơm cái gì ạ? Mẹ chán đựng gì đây? Giống dừa bên Việt Nam quá hả? À, ủa? Đó, hồi đó 10 tuổi mà còn nhớ dừa bên Việt Nam sao? Còn nhớ luôn hả? Nhớ chứ. Wow. Là hồi giờ vỏ cũng uống này hoài. Ờ, nhỏ cũng uống hoài hả? Trời ơi. Bị bắt thảy lên tàu vượt biên lúc 10 tuổi quý vị mà bây giờ còn nhớ cái trái dừa này giống trái dừa bên Việt Nam. Hay quá. Coi như là cũng hay rồi nè, nhưng mà nó không có được tươi giống trái dừa bên Việt Nam nha cả nhà. Coi như là cũng là dừa tươi nhưng mà
cái này chắc giữa Hawaii nhập khẩu vô, mà vô tới đây thì nó cũng cũng cũ cũ rồi, nhưng mà cái nước uống cũng còn rất là ngon. Đúng bên Việt Nam quá. Có Việt nha, thì dừa tươi mà. Còn Việt Nam là về mình hái trái dừa ở trên cây xuống, chặt ra ăn liền, rồi uống liền, nó ngon. Nó ngọt mà kiểu chua chua đó, cái hương vị của nước dừa. Chèo lên mắm nướng mà hồi xưa ăn trong Santa Remo đó cũng ok, ăn lên ngon, đủ thứ bánh. Rồi sẽ ăn dữ cái này thêm cái bánh kia nữa kìa, bánh gì đó, bánh ít bánh rồi hả? Ông bạn ăn lần bây giờ phải ăn dữ lại chứ, mập nó có sức khỏe để đi làm. Cái này không phải là mập có sức khỏe, giống như là cho mình có sức khỏe lại bổ thân. Còn giống như anh ở dưới đó bao lâu nay rồi, ăn uống thiếu thốn. Ăn uống thiếu thốn, ăn ngủ thiếu thốn. Bây giờ phải là có cuộc sống tốt lại, cố gắng để có cuộc sống tốt lại ha. Ủa nhà nó có wifi không? À, không biết nữa, quên hỏi nữa. Chắc có mà. Có wifi để mình xài, mình bốc vô gia lầu đỉnh. Chắc có wifi. Định đi upgrade cái phone lên. Do có đứa em nó gọi qua một xíu nó bị cắt ngang. Mình chỉ gọi được nửa tiếng mà. Muốn cái thẻ đó, đừng có xài đó, mắc tiền lắm. Cài cái Zalo đi. Thì cài cho mình phải upgrade cái phone mình lên. Upgrade xài cái nếu về mướn phòng được, về nhà ở là phải có wifi xài rồi, không có sợ. Wifi được rồi. Khi nào về nhà mình mới gọi gia đình bằng wifi thôi. Rồi wifi bây giờ cái phone mình này gọi được không? Cái phone này làm được Zalo chứ? Được à? Được một chứ. Tháng trả 35 đồng à? No, có wifi, cái này xài free, không có tốn tiền. Khi nào mướn phòng xong đi thằng cài cho. Cài là cài lên được cả. Cài được. Không có tốn tiền. Zalo gọi Việt Nam không có tốn đồng nào, anh chỉ có wifi là được rồi. Tưởng mình phải upgrade cái phone lên mới gọi được. No, cái phone anh không cần upgrade gì hết. Như vậy là được rồi. Vậy được rồi. Vậy được rồi. Miễn sao có wifi thôi. Wifi. Về nhà có wifi là thằng cài cho cái Zalo là gọi được rồi, không cần gì hết. Trời, nước mía nó ngọt. Không biết mía không hay là cái đường không, sao nó ngọt dữ vậy. Ngọt khiếp luôn. Ủa anh Trương rồi đâu? Anh Trương hả? Anh Trương đi làm. Đi làm à? Làm đo đá sao? Đo đá. Anh Trương lên phòng mới rồi. Phòng mới đúng rồi hả? Lên phòng mới. Ủa đó có, bữa đó có dẫn anh đi không ta? Không có, hả? Có bữa hôm đi xe phòng có Trương. Bữa đó có anh tới không? Không, không có, cái nhà kia không có. Có một nhà mà trả lại thì có. Nhà trả lại có. Còn cái nhà mà phòng mới chỗ này á, cái phòng anh trộm đẹp lắm, 600. Để già dẫn anh tới đó thì nêu cái quốc phong mít chỗ anh làm. Chỗ đó được á, chỗ đó Lâm làm 2 năm nay là rẻ. Có người cho tiền ổng thì nêu quốc phong mít. Chỗ đó làm ngon. Mấy anh phải có quốc phong mít mới ổn định được. Nhiều chỗ đây hỏi, đây định nói hàng mấy chỗ kia rồi 800.000 người. Nó làm mà không biết làm, nó làm sao đây vô làm. Nó làm qua đó mấy năm trời, hai cái thẻ 15-16 đó, vì sau cái vụ bệnh, sau cái vụ dịch COVID-19 là nó đóng chỗ đó là mấy tháng trước bà ấy đâu làm đó, bà mới mở lại đó, bà Kim đó. Làm nó uy tín đó, bà làm đủ thứ, làm mà Việt Nam đồ qua rồi làm I-94 thẻ xanh đồ, bà làm được. Thấy nhiều người hồi xưa, nhiều người đó, anh đang là... bia cho bả đó. Anh đang ngồi kênh này, anh nói là bia cho bả rồi đó. Đó, ổng đang bia cho cái bà làm giấy tờ quốc không biết đó. Này bả phải trả tiền cách xê cho hẳn. Để cho ai bia hay cái kênh này phải trả cách xê à. Cách xê để lấy tiền làm từ thiện chứ. Nó thì giỡn thôi chứ. Thằng cũng đâu biết bả là ai, nhưng mà tại vì anh
Anh Trương làm ở chỗ đó. Chứ đừng nói BA quá mà không Hằng không có lấy được đồng cát xê nào, mất công mang tiếng nữa. Hằng chưa có lấy cát xê của những người mà Hằng từng BA cho họ nữa, không có lấy đồng nào hết trơn. Nó biết nó ngọt quá, nó ngọt quá nè, nó ngọt.